Chào mừng các bạn đã quay lại với nhóm Toku VN Media Team. Tiếp tục với chủ đề Kill Ranger thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là DX Real Cheer Aider và Real Buckle của Sorumbo. Về hộp của DX Real Cheer Aider có thể thấy rõ khá là to so với hộp DX Real Buckle. Chính giữa là hình ảnh của Real Commander và sản phẩm. Và đây là DX Real Cheer Aider, một cây gậy rồng với phần đầu rồng khá là to, nổi bật với lại màu vàng. Thân cây gậy là màu tím. Khi chưa lắp Kyutama thì cây gậy này chỉ có hai âm thanh mà thôi. Phần mắt rồng ở đây bên trong có một con led siêu sáng và chỉ có một màu duy nhất là màu đỏ mà thôi. Đi kèm với sản phẩm Real Cheer Aider đó là một Real Kyutama chồng thiên long. Để thực hiện chức năng biến hình thì chúng ta mở đầu rồng ra, cắm Kyutama vào. Phần nhạc chờ mang âm hưởng của phương Đông. Chúng ta có thể nghe rõ phần nhạc để biến hình dài hơn hẳn so với Seiya Blaster. Để thực hiện chức năng gọi Real Voyager thì chúng ta cũng làm tương tự như lúc đầu. Tương tự với lần thứ 3 sẽ là Seiya Docking. Và tới lần thứ 4 thì sẽ là Super Seiya Docking. Và điểm hay của sản phẩm này đó là phụ thuộc vào số lần cạp để ra được những cái chế độ tương ứng. Ví dụ như bây giờ mình muốn gọi luôn Retail. Chính vì vậy chúng ta có thể dễ dàng chọn chế độ để chơi. Và để chuyển sang dạng súng thì chúng ta chỉ cần kéo cái phần phía sau gậy thôi. Ở dạng súng thì khá là gọn, phù hợp với lại tay của trẻ em lẫn tay người lớn chúng ta. Về phần âm thanh thì ở dạng này cũng chỉ có hai âm thanh mà thôi. Đây vừa là món biến hình và vừa có khả năng làm vũ khí. Có thể nói món này là sự kết hợp giữa Seiya Raptor và Kill the Weapon. Tuy nhiên giống với lại Kill the Weapon nhất ở chỗ là món này hoàn toàn không đọc được các Kyutama khi gắn vào, mà lệ thuộc vào số lần giữ cò ở đây. Tuy nhiên có một điểm hay hơn Kill the Weapon là có thể chơi được chiêu tất sát của các Kyutama khác nhau. Và ở chế độ súng này có khả năng đọc được 11 Kyutama khác nhau, bao gồm cả Ryu Kyutama. Và để thay đổi các Kyutama, chúng ta chỉ việc giữ cái cò ở đây. Chòm viên quy có nghĩa là comba. Củ xích, cây thước. Võng cổ, mắt lưới. Hộ giá có nghĩa là giá vẽ. Lục phân nghi có nghĩa là kính lục phân. Điêu cụ, dao điêu khắc. Thiên lô, lò luyện. Thiên đàn, bàn thờ. Nam cực. Ngọc Phu, nhà điêu khắc. Và để muốn nghe được âm thanh Seiya Attack của các Kyutama hồi nãy, các bạn có thể xem ở clip review trước đó. Tiếp theo là Real Buckle. Sản phẩm này giống hệt với lại Kill Buckle ở hình dáng, tuy nhiên chỉ khác phần màu sắc mà thôi. Đi kèm là Rasenban Kyutama, chòm la bàn
dùng để đi tìm con tàu Argo. Ryu Kiyotama và Rasengan Kiyotama vẫn có thể chơi chung với Seiya Blaster để tạo ra những âm thanh riêng biệt. Về quan điểm cá nhân thì mình thích ở dạng súng nhiều hơn ở dạng gậy do phần cầm khá là chắc tay, âm thanh đa dạng, điểm đáng tiếc là không thể đọc được các Kiyotama. Khi gắn vào lần đầu tiên sẽ luôn mặc định là Ryu Kiyotama. Còn những Kiyotama khác phải ở dạng súng thì mới thể kích hoạt được âm thanh thông qua việc giữ cò súng. Lưu ý, lớp sơn ở hàm răng rồng này rất là dễ chóc nên chúng ta cần phải cẩn thận. Và điểm lưu ý kế tiếp đó là khi tháo Kiyotama, chúng ta cần phải giữ một cái chốt ở phía sau rồi mới gỡ Kiyotama ra. Nếu không sẽ bị gãy chốt giữ. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở hai sản phẩm này. Kỳ tới tiếp tục với Kyuranger sẽ là Ryu Voyager, Kyuma Voyager và hợp thể Ryu Teo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.